Top 5 lý do vì sao GameStick là máy game cổ điển hot nhất hiện nay. Top 1. GameStick đầy đủ các thể loại game từ NES, SNES, Sega, Game Boy cho đến các thể loại game cổ nhất như Atari, game thùng, game PS1, tha hồ cho các bạn trở về với tuổi thơ mà với giá cực kỳ rẻ. Top 2. GameStick có rất nhiều game, một phiên bản là 3.500 game và một phiên bản là 10.000 game, đầy đủ các thể loại game như Contra, Super Mario, Battle City, bộ đội, đua xe gà, bóng đá Nhật, đấu trường thú, nhiều quá mình kể không hết. Top 3. Nếu hơn 10.000 game vẫn chưa đủ cho bạn thì bạn có thể tha hồ chép thêm game mà các bạn muốn, với điều kiện là phải đúng các dòng game có trong máy nha. Đặc biệt khi mua máy bên mình đã có chép sẵn 23 game PS1 hot nhất vào bản PS10.000 luôn rồi. Top 4. GameStick có độ phân giải lên đến HD 720. Theo mình đánh giá, một cái máy game xưa mà có độ phân giải 720 là rất là tốt, chứ không như một số máy khác thì nó chỉ có lên đến 360 pixel hoặc là 240 thôi. Thoải mái cho các bạn trải nghiệm trên những cái TV to như là TV 55 inch. Ở trên màn hình các bạn thấy thì mình cũng đang chơi trên cái TV 55 inch. Top 5. GameStick sở hữu tay cầm không dây, thân máy vô cùng nhỏ gọn. Các bạn có thể ngồi xa TV lên tới 10m hoặc là mang đi du lịch mà không có sợ chiếm nhiều diện tích. Ngoài ra GameStick cũng sở hữu những cái tính năng rất là hay, đó là các bạn có thể lưu lại những cái game mà các bạn thích chơi, để khi mà các bạn muốn chơi lại, các bạn chỉ cần vào cái bộ sưu tập là các bạn có thể chơi được thôi. Một tính năng rất là đặc biệt của GameStick đó là các bạn có thể lưu lại cái màn đó, để khi mà các bạn muốn chơi lại, các bạn chỉ cần vào Lock Stay là các bạn có thể chơi được. Hoặc là các bạn có thể điều khiển, cân chỉnh các nút bấm của cái tay cầm game ha. Ngoài những ưu điểm mà mình đã nói ở trên, nếu như các bạn cảm thấy có thêm những ưu điểm hoặc là những nhược điểm của bộ GameStick này thì hãy comment cho mình biết nha. Đừng quên follow cho mình.